Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming và một đường bay kéo dài trong một cảng lớn, và nó sẽ kết thúc trong vực nhà máy điện. Và để xem các em thủ trong trận đấu này họ sẽ thi đấu như thế nào đây. Đây là trận đấu cuối cùng trong ngày 26 tháng 7 ngày hôm nay thôi. Và lúc này thì team NA mất đi một người, và bán đấu nào chỉ có 7 người mà thôi. Lúc này thì đây là pro tài xế 9cm, vâng 9cm thôi. Và hơi ngắn, tôi nghĩ anh ta 9-10cm thì sẽ dài hơn. NA vodka như là Ken 3 số chưa rời khỏi máy bay. Vâng, vâng. Không thèm nhảy cổng trời luôn. Lúc này thì Zippo đã nhảy của máy bay rồi, và họ sẽ hướng tới đó là vực tháp đồng hồ ấy chăng. Team FBI sẽ hướng tới vực đảo dừa, nghĩa như vậy. Team NA cũng chưa rời của máy bay. WAG mày đã rất nhanh nhẹn rồi, làm ăn rất là nhanh nhẹn. Vâng, và đấu trước với sự trở lại của cô Tứ thì nó lại một cái điều gì đó quá ghê đi. Và cô Tứ đã có mạ gục cho mình. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Rikki Gaming thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Và lúc này thì đây là Quyết Đẹp Sai Hoa Tiểu Từ Gấu Tạo như là Nam OK, và họ đang có ở trong cái khu vực cổng trời này. Và trong khi đó thì đây là Brotherhood 20cm, Vũ NTD nhân Mr. Chùm, họ đã có mặt ở trong vực làng thông. PVN Terror, và lúc này đang cánh có mạng của chiều VN MT Shop rồi. Trong khi đó thì 3F Lucas đang bị bắn, mà tôi muốn xem team Việt Nam ở đang ở đâu. Như vậy là team Việt Nam trên con đường gì tấp nập, ta vô tình đâm phập vào nhau. Không rõ là vì sao team WAG đứng ở suýt ở tít ở phía dưới mà lại có mạng hạ gục lên phía trên khu vực đài quan sát được. Vâng, mắt tinh tay thính kinh khủng luôn. Đến từ vị trí của WAG đang gánh. Vâng, trở lại thì bắt đầu chúng ta lúc này thì đây là FBI Shenlong, họ đang có mặt trong vực đảo dừa. Team Vodka, team của Fortwood, họ đang có mặt trong vực xưởng cơ khí, một kiểu nhảy khá lạ. Vâng, có lẽ họ đang muốn thử nghiệm chiến thuật mới hay chăng. Đây là NGK Snake cũng như những thành viên đến từ nước giải khát, thì họ đang chọn vực kho quân sự. Vâng, chẳng có team nào nhảy kho quân sự cả, vẫn đâm ra mọi thứ nó lại dễ. Team Fire này họ đang có mặt trong vực doanh trại, và tôi nghĩ là trong bản đấu này Shake ta sẽ muốn đi cùng những người đồng đội mình hơn. Vâng, không hiểu sao trong hai ván đấu trước anh ta đều là người bay màu khá sớm. Trong khi đó team Việt Nam khi mà mất đi với FPT Shop thì lúc này họ đang cảm thấy hơi bối rối. Kim Chon đang cảm thấy hơi bối rối cho mình rồi. Vâng, vịt bối rối. Trong khi đó DOMP họ đang ở một trong những địa chỉ khá quen thuộc, đó là khu vực đèo đá. Ở trong khu vực đèo đá này DOMP họ thường xuyên hoàn toàn thi đấu rất hay, và hôm nay thì cũng là một trong những ngày mà OMP họ có cho mình phong độ tuyệt vời. Một ván đấu top 1, một ván đấu top 2. Và lúc này thì OMP họ với Fortwood đang là những đội đang cạnh tranh nhau cái lượng điểm để có thể về top 1 chung cuộc ngày hôm nay. Đây là 3F Terror, M đẹp dài Lucas, MLBBN họ đang bên ngoài khu vực cổng trời này. Trong khi đó thì Brotherhood đang có mặt ở bên ngoài khu vực doanh trại, và ở đây họ có thể sẽ đụng độ với team Fe. Và có thể sẽ rất cao đụng độ với team Fe. Trong giai đoạn đầu game chúng ta thấy rằng đang có team NA, và lúc này NA đang có pha giao tranh rồi. Tôi đang thấy có những pha bắn ra phía bên ngoài, quả lựu đạn đến đâu lao vào sợ quá. Nên tôi bị chưa NA X vào. VNVN có mạng hạ gục cho mình ở vị trí của Chùm, và lúc này thì còn lại 46 người mà thôi. Trong khi đó thì ở trong vực đảo dừa này đang có tới 3 team ở đây. Tôi tin là như vậy. Lúc này team NA đang đặt ra rất nhiều mìn. Lucas anh ta đang cố gắng di chuyển ra để có pha móc lô vị trí đối phương chăng. Quyết Đẹp Dài có mạng hạ gục vị trí đối phương rồi, chúng ta cùng chuyển qua vị trí của người khác. Hoa Tiểu Thư bị bắn gục. Vâng, liên tục ở những pha thi đấu khá kinh đến từ những đội tuyển ở trong trận đấu này. Lúc này Nam OK tiếp tục có mạ gục cho mình. Được rồi, đây rồi, đôi giày Nam OK đã bị bắn gục ở vị trí của Tero. Lúc này thì Gấu Tạ anh ta đã di chuyển qua bên kia. Bên kia tường có người đang bắt bài. Quyết Đẹp Dài bắt bài đối phương rồi. Và đó mạng hạ gục đến từ vị trí của Quyết Đẹp Dài, vị trí của MDZ. Gấu Tại anh ta đang di chuyển xuống, có mười ở trong nhà, một quả lựu đạn ném vào là tốt. Đây là vị trí của Quyết Đẹp Dài. Về Quyết Đẹp Dài ta sẽ có pha đẩy lên cho mình hay chăng? Vâng, lúc này thì Gấu Tại anh ta vẫn đang đứng bên ngoài. Tiger Team họ vẫn đang thi đấu gọi là cực kỳ ổn định, và thi đấu không biết sợ là gì. Điều quan trọng ở trong giải đấu tay to này là bạn phải không biết sợ, bạn nhớ một điều như vậy. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Rikki mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe. Lúc này Quyết Đẹp Dài có vậy thì ta phải nhận người rồi. Chẳng không phải đó là Gấu Tạ mà thôi. Vâng, lúc này thì không rõ đối phương đã di chuyển đi đâu rồi. Trong khi đó team NA họ đang kẹt ở trong vực đảo dừa này. Đối phương vừa rồi có pha tấn công vào, đối phương có vẻ đã bỏ đi rồi. Team Zippo đang ở khá xa nhau. Vâng, một thành viên team người số 4 là không vượt tháp đồng hồ. Như vậy Shinichi người ta bay màu rồi. Shinichi người ta đã bị đứng im và làm im thở khẽ, và có lẽ anh ta đã bị diss game trong trận đấu này. Bây giờ thì ba thành viên của Zippo họ sẽ thủ cho vực đầu làng Rim Nam này mà thôi. Team Fortwood vào đấu này chọn cách di chuyển khá lạ lùng.
Lúc này thì FBI nâu đêm có mạng ngủ vị trí của NA Hero. Và bây giờ thì FBI mới xuất hiện này. Và công an bây giờ mới đổ bộ vào. Hôm nay thì X-Men đang cố gắng cứu vị trí của Lucas. Và FBI còn đang đẩy ra. FBI đẩy ra rồi. Một pha bắn là tốt và có mạng ngủ vị trí của FBI sẽ lòng. Vâng, rất hay. Và đó là pha quét sạch ở vị trí của team NA cũng như là FBI. Và cực kỳ căng thẳng trong tình huống vừa rồi. Và những team tay to trong buổi tối họ đang bắt đầu dần dần thể hiện những đẳng cấp cực kỳ hay của mình. Đây là WG nhã cũng như là đội mình. Và đấu này thì họ quyết định chui lên khu vực cảng lớn. Họ đang có cơ hội rất lớn để có thể cạnh tranh ở vị trí top 1. Nhưng điều quan trọng là vào ít nhất trong top 3 trong bài đấu này. Vâng, trở lại diễn biến bài đấu chúng ta hôm nay. Quyết đẹp dài đã sắp bắt rồi. Đối phương đang pha đẩy lên. Và Rahu đang tan vỡ. Gấu tạ đang được bắn. Gấu tạ bị á gục. Và ba F-Tero làm cả đôi. Vâng, một cân đôi đó là gì ba F-Tero làm được. Một mình anh ta quét sạch toàn bộ team của Tiger Team. Vâng, nên pha đuổi bắt nó cực kỳ căng thẳng. Và hôm nay thì ba F-Tero anh ta đang ngồi thở. Và thậm chí anh ta không bơm máu luôn. Mà bây giờ phải ngồi thở đã. Cảm giác team nó bắn ra ngoài trong cái bàn đấu này. Vâng, trở lại diễn biến bàn đấu chúng ta. Lúc này thì đây là NTN Vodka. Don't wait for you. Có mạng hạ gục vị trí NTT rồi. Và như vậy là Brotherhood họ đi quét sạch của bàn đấu này. Đến vị trí team fair. Chip đi dây có mạng hạ vị trí Kim Chon con chim. Và lúc này thì PN anh ta phải bỏ sấp bàn ở đây thôi. Team fair và khu vực làng Dream Nam thì khó mà bắn lại team fair lắm. Trong khi đó bắn có mạng ngồi vị trí VN vô lý. Hôm nay là một ngày buồn nữa thì Việt Nam cả ba ván đấu họ đều không có những cái pha thi đấu suôn sẻ cho mình. Và lúc này thì như chúng tôi hay thường nói thì hôm nay Việt Nam họ quyết định là sẽ ăn chay. Và hôm nay sẽ ăn chay rồi. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta lúc này thì Panda, The Way For You cũng như là Shake và Chip DJ họ đang di chuyển về phía trên khu vực doanh trại này. Trong khi đó thì nước giải khát vẫn đang còn sống, họ di chuyển ra khỏi khu vực kho quân sự. Bây giờ thì họ sẽ đổ xuống khu vực đập thủy điện. Đây là ba X Huda Hoàng cũng như là Snake và đang có những pha chờ đợi cho mình. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì đừng quên để lại cho mình một follow bằng cách ấn nhẹ dấu cộng của chỉ cùng mình tay trái hoặc là nút theo dõi nếu các bạn đang theo dõi ở trên PC nhá. Trong khi đó thì quê mèo cớm đêm như là Binsu họ đang ở bên ngoài khu vực ngoại thành này và đang lút thêm cho mình lượng đồ đây. Đây là cớm đêm như là Binsu và Binsu úi giời thơm quá chứ mà anh ta có cái mũ ba đổi ngay sang mũ ba. OMP đang có cho mình lượng đồ là khá ổn áp. WAG đang đẩy từ phía trên khu vực làng gốm xuống và vừa rồi pha giật lác một đồng ở trong vực cảng lớn giật một phát xuống vực làng gốm này khá dị luôn. Và trong khi đó thì đây là NA Xpao Yellow như Lucas đang đẩy sâu vào bên trong vực vòng bo. Ở đầu ván đấu đến nữa thì FBI bắn khá ghê nhưng hóa ra thì NA thì bắn cũng còn ghê hơn. Một pha giao tranh và lúc này Lucas họ đang đẩy sâu hơn bên trong vực vòng bo. Lúc này thì họ sẽ hướng tới đâu? Tôi nghĩ họ sẽ hướng tới khu vực nhà chữ L này. Một là công vào, một nói chung là liều thì ăn đủ mà không thì đi ngủ sớm thôi. Đây là 28 người chơi. Zippo họ đang có mặt ở bên ngoài vực sở cơ khí này nhưng mà họ vẫn đang khá là bồn chồn. Vâng, vẫn là Shinichi. Vâng, ngồi buồn xa xăm, nhìn xa xăm. Vâng, khá là xa xăm đến từ vị trí của Zippo Shinichi. Buồn quá, bây giờ biết làm gì bây giờ? Biết làm gì bây giờ? Đây là tài xế 9cm NTN Vodka Ken 3 số. Có một chiếc xe khác đang di chuyển khá gần vị trí của họ. Và đó là những thành viên của team NA đi đến vậy. Và lúc này thì Vodka cũng như đội mình họ sẽ hướng tới sự an toàn trong bàn đấu này. Ván đấu trước thì họ về vị trí top 3 đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì điểm lượng điểm của họ lúc này sẽ cần một cái top cao để có thể đảm bảo tổng điểm 3 ván sẽ lên được vị trí top 1 chung cuộc. Đây rồi, đôi giày phát hiện ra xe đối phương đang có mặt bắn đến vị trí của mình. Vodka rồi, Vodka đang được bắn xe đã nổ rồi. Vodka gục quá chống cải đi và đối phương làm sao để chạy được trong tình huống này. Ken 3 số sẽ có pha đẩy xuống cho mình. Vâng, sẽ đẩy xuống mà thôi. Và một pha trượt cỏ rất nhanh từ vị trí của Ken 3 số đối phương ở đây rồi. Một pha nhảy xuống đối phương đã bị áo gục cỗ mạ của vị trí của Lucas. Vâng, trong cơn mê là chàng tỷ phú tỉnh cơn lú về tình chú xe ôm. Những pha tấn công rất hay từ vị trí của Ford Hood. Họ bất ngờ phát hiện ra NA Lucas lái xe qua. Tôi nghĩ là NA Lucas họ chỉ lái xe và đỗ xe ở trong khu vực này thôi. Nhưng ai ngờ và một pha lái xe hơi quá đà từ vị trí của Lucas khiến anh ta phải trả giá rồi. Trong khi đó thì Yellow như là X-Bow họ đã có ở trong cái khu vực đó khu tùng lúc này. Ở đây thì họ sẽ có một điểm phòng ngự tốt nhưng giá như còn một người, giá như còn lại Lucas thì mọi thứ sẽ ok hơn. WG bây giờ đang gọi ra cho mình hòm tính xanh để có thể cạnh tranh với lượng đồ trong tình huống tiếp theo. Đây là Doom, Doom mũ 2 giáp 2, cu từ mũ 3 giáp 3. Mũ 2 giáp 2 bây giờ đang gặp người rồi, đang gặp người trong người đáng gồm, đang cánh ta đang được bắn đến vị trí đối phương. Vâng, trong khi đó thì cu từ người ta đang ở đâu, cu từ sẽ có pha đẩy lên đấy chăng? Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, cu
của Từ đang di chuyển ở bên trong nhà. Nó rất nhiều mìn ở trong căn nhà này. Vị trí của anh ta bị lộ camera bên tay trái có người. Và lúc này sẽ có pha giao tranh ở vị trí của WAG hay chăng? Vâng, vẫn đang có những pha chờ đợi cho mình. Và cái team đang tấn công xuống có lẽ đó là team OMP. Và nếu như OMP cũng như là WAG họ bằng cách nào đó cản dò một trong hai team thì người vui mừng nhất lúc này sẽ là team Fortwood, bởi vì họ sẽ có cơ hội lên vị trí cao hơn. Fortwood họ đang ở rất gần đây, tuy nhiên họ thiên về trong vực thung lũng nhiều hơn. OMP bèo cớm đêm thì Binsu vẫn đang có những pha phòng ngự, vẫn đang pha chờ đợi cho mình. Trong khi đó thành viên của WAG cũng rất chì chạc, thông điểm qua một số những team khác trước khi có những pha giao tranh thực sự ở đây. Bây giờ thì Fortwood họ đang đẩy vào khu vực này, Vodka đẩy vào, anh ta đã bị lừa rồi, một cú lừa. Và lúc này cả Ken ba số Vodka đã bị lừa, xin lỗi bạn đi, cuộc chơi là quá khó đây. Lúc này đang bị bắn đến đâu tay xe 9 cm, họ đã rơi vào bẫy rồi. Đợt tới đời ta lao lên và có pha cứu người đồng đội mình, nhưng ai cứu Vodka và Ken ba số đây? Những thành viên ở NA đó đã làm một điều quá khó chịu đi, và bây giờ sẽ có mạng hạt rồi cả vị trí của Ken ba số cũng như là Vodka. Vâng, đúng là trò đùa, vâng, không hề đùa một chút nào. Team NA không phải là một team dễ bắt nạt, và Forward họ rơi vào cái bẫy này rồi. Và X-Wow là điều rất hay, đặt ra mìn, hai quả mìn ở đây, nằm nghiêng rào nước đấy là vị trí của X-Wow. Và bây giờ chờ cho NTN cũng như là tài xế 9cm đẩy vào, nhưng lúc này thì anh ta tự làm nổ mìn mình, và đó là pha tự cho tay vào trong quần, xong nó bóp cực mạnh đến từ vị trí của X-Wow. Bây giờ thì NTN sẽ đẩy vào, X-Wow sẽ phải nằm xuống thôi, nhưng họ gạt do được Vodka và Ken ba số. Và bây giờ thì đến lượt WAG và OMP, họ đang mừng thầm, họ có thể nhìn thấy trên bản đồ những cái pha bị hạ gục đến từ vị trí của Fortwood. Và bây giờ thì họ mới là những người đang mừng thầm đây. Đây là phê, lúc này thì OMP họ chưa có mạ gục nào trong trận đấu này cả. Và bây giờ họ đang nằm ở trong một cái vòng đỏ nhân phẩm, tất cả sẽ cùng nhau chui trong cái nhà vệ sinh để tránh đi những cái pha bị gạ gục một cách đáng tiếc. Tôi sẽ gọi ra những hòn tính xanh trong tình huống này. Đây là nước giải khát Snake và X Huda như là Hoàng. Có thể trong trận đấu này họ sẽ đóng một vai trò rất quan trọng để quyết định xem đội nào sẽ lên vị trí top 1 trong ngày hôm nay. Đang có những hòm thính xanh được gọi xuống rồi và sẽ lút đồ từ vị trí của nước giải khát. Trong khi đó Fan phát hiện đối phương trong khu vực lãng cố này, bộ pha bắn nhưng mà Panda anh ta mất nhiều máu hơn so với đối phương. No Way For You đã bị bắn rồi, anh ta đang di chuyển vào để tránh đi sát thương ở mình. Shake và No Way anh ta sống rất dài, sống dài có trở thành huyền thoại đấy không thì đấy sẽ tùy ở vị trí của họ. Lúc này thì đây là phe Chip DJ, họ đang gọi ra cho mình hòm thính xanh thì bất ngờ phát hiện đối phương có mặt trong vực làng gốm và có những pha giao tranh nhẹ. 23 người chơi gì chúng ta còn lại trong trận đấu này, và đó là team nào? Trong khi đó thì Zippo bây giờ họ sẽ di chuyển lên, phát hiện là có xe ở phía đằng trước mặt. Và lúc này thì Zippo, Phó Tổng, Tuấn Ca, Conan và CDG. Và quên mất, xin lỗi, CDG ta sẽ không thể chơi cho trận đấu này được. Đây là Conan, và lúc này họ sẽ đẩy lên trên khu vực thung lũng này. Họ cũng có thể trở thành một kẻ gạt giò, họ có thể trở thành một kẻ gáng đường trong trận đấu này đây. Trong khi đó thì Fordut và RTN và tài xế 9cm họ đã cảm thấy hơi đau khổ một chút. Thực ra trong tình huống này hôm nay tôi nghĩ là họ không cần thiết phải công ở vị trí của 3 thành viên ở team NA làm gì. Xin lỗi các bạn, đó là 2 thành viên ở team NA. Tuy nhiên thì một cái sự hơi chủ quan nhẹ khiến cho họ bị gạt giò mất đi 2 người rồi. Cái việc của team Fortwood và đấu này họ cần một cái top cao và những cái pha hạ gục của cuối ván đấu. Lúc này thì Zippo sẽ có pha đẩy sâu hơn ở bên trong vực làng thông, nhưng Zippo vẫn đang thi đấu rất trì trạc, mặc dù vị trí của họ đến vòng bò hôm nay là xa nhất. Vâng, những hòm thính của team Fae hôm nay đã rơi xuống rồi, để xem team Fae có gì trong người. Vâng, chưa có điều gì quá đặc biệt cả. Hôm nay M79 là một cái điều gì đó nó quá là hiếm hoi đi. Vâng, vẫn đang chờ. Zippo CDG đã bị hạ rồi, và đó là cái người chơi bị kẹt từ đầu và đầu đến giờ. Còn lại 22 người chơi trong trận đấu này thôi. Phe Panda đang có pha bắn mà nhạc kè huyền thoại từ chính phe Panda, nhưng mà không phải là anh ta kè mà đối phương mới kè được vào vị trí của anh ta cơ. Panda anh ta vẫn đang muốn kè nhưng mà đối phương kè gọi là kinh hơn. Và lúc này phe Panda vừa có pha bị hạ gục rồi, team phe hôm nay họ lộ vị trí, nhưng mà đến lượt No Way For You sẽ thử vận may của mình. Vâng, thử vận may trúng ngay xe máy, mà có trúng được xe máy hay không. Lúc này thì đây là No Way For You, chúng ta có vẻ đối phương kè vào vị trí của họ thì còn tốt hơn là chính chúng ta kè, và vẫn đang cố gắng bắn để không cho đối phương có thể có điểm di chuyển được. OMP đang đẩy lên phía trên khu vực làng gốm, nếu như họ đẩy sâu hơn một chút nữa họ sẽ đụng độ với team phe ở đây. Trong khi đó thì WAG vẫn rất chi chạc, bắn bố mày đây, bố mày không sợ ở đó đấy, và bắn gục ngược trở lại vị trí của team phe đến từ vị trí của WAG. Cái căn nhà gỗ này ở WAG vẫn đang khá ổn. Trong khi đó thì Cú Tứ anh ta quyết định ở nấp ở bên ngoài để có thể ngăn cản những pha đẩy thẳng xuống từ vị trí đối phương. Khi mà nấp ở trong ngoài này thì họ sẽ có cho mình những cái tình huống gọi là góc nhìn tốt hơn. Lúc này Phó Tổng đã bị bắn gục rồi, Conan có trong tay đó là
đối thủ AWM. Vừa rồi phó tổng bị hạ gục đến vị trí của NTN. Và lúc này NTN anh ta vẫn đang chờ ở đây. Đang phát hiện đối phương đang di chuyển xuống có và bắn khá tốt ở vị trí của NTN. Kéo đối phương khá nhiều máu đi. Đối phương là cố gắng đẩy vào thì NTN sẽ có những mạng hạ gục dành cho mình. Họ đang có và có thể gọi một pha combo đây. Và lúc này thì vẫn đang chờ không cho đối phương di chuyển vào. Tài xế 9cm ta được kiểm soát rất tốt lúc này. Bắt đầu đối phương rồi, bắn chặt vị trí đối phương. Lúc này tài xế 9cm ta có mạng hạ gục với ta vẫn có thể di chuyển ở bên trong vòng. Đó là mạng quét sạch đến hai thành viên của Fortwood vào vị trí của team Zippo. Vâng, team Zippo vẫn đang thiếu đi một cái gì đó người ta gọi là kinh nghiệm. Trong khi đó thì nước giải khát bắt đầu bị bắn hạ đến từ vị trí của team Fair rồi. Snake cũng như là AX đang di chuyển lên Fair DJ. Chip DJ cuối cùng anh Tạm đã thành công trong mạng gục cho mình. Và đó là mạng gục của thành viên của OMP và 17 người chơi gì chúng ta còn lại trong ván đấu này. Nhưng phải nói rằng ván đấu này điểm nấp của Fair Panda, No Way For You, Shake và Chip DJ đang là rất ngon đi. Và bây giờ đối phương đẩy vào đây chắc chắn sẽ phải chạy qua cái điểm di chuyển này. Và đội của phe Chip DJ có thể có những mạng gục rất dễ dàng dành cho mình. 17 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Cực kỳ căng thẳng, cực kỳ nguy hiểm. Và lúc này vẫn đang là những pha thi đấu rất hay từ các game thủ phe No Way For You. Ta có những pha bắn cho mình. Vâng, quất lên chuyển đi mất rồi. Vòng bò đang thu lại dần và lúc này một chiếc xe đang tiến tới vị trí của WG Shake. Và lúc này Shake ta đang nấp ở đằng sau cái bóng keo này để có thể nấp đi được. Vâng, có thể gọi là không đội vị trí của mình đã được bắn rồi. Có lẽ đó liên hoặc là của OMP hoặc là của WG có xe đến rất gần rồi. Việc của chiếc DJ bây giờ là đang cố gắng tấn công. Họ đang nấp ở đằng sau bóng cây và đang được bắn khá thoải mái. Đây, vâng, khá khó rồi. Đó phải WG không, đó là WG bị bắn gục từng người một. Đặng Thành bắn gục rồi. Cú Tứ đang ở dưới khu vực này và đó là OMP phê. Sẽ có pha gục nhưng Cú Tứ bị bắn gục rồi. Tay là nhanh nhưng mà đối phương bắn nhanh hơn. OMP phê bị bắn gục từ vị trí của WG. Doom sẽ cố gắng cứu đội mình chẳng không thể cứu được. Và Cú Tứ sẽ phải nằm ở đây mà thôi. Team OMP họ cũng buộc phải di chuyển theo một cái hướng nó khá khổ như thế này. Và ván đấu này khả năng 99,69% nó sẽ nằm trong tay team Fair. Bây giờ Chip DJ ta đã di chuyển qua như là Panda. Bây giờ qua thì hạ gục từng thằng một rồi. 9 mạ gục Shake lại bị bắn gục với tiêu chí vô run NTN rồi. Team WG 2000 đã bị quét sạch vào đấu này. NTN ta có 6 mạng hạ gục trong vào đấu này. Vâng, mặc dù là những người đồng đội phải nằm xuống nhưng có lẽ là phong cách của nện gaming đã quay trở lại. Và đấu này anh ta nện được 6 cháu rồi. Vâng, khá ghê đi. OMP Fair bèo và gớm đêm vẫn đang là một điểm nấp nó không được quá hoàn hảo. Và lúc này tôi đang nghĩ rằng Fortnite NTN cũng như là Broas tài xế 9cm họ sẽ có những cái pha bắn là tốt cho mình. Điểm bắn họ sẽ là rộng hơn. Nhưng bây giờ vòng bò sẽ tiến nhanh hơn. Tài xế 9cm ta mất khá nhiều máu trong tình huống này. Đang được bắn rồi. Sẽ có mạng gục vị trí đối với chẳng có mạng hạ gục cho mình. 9cm bị hạ gục bởi vòng an toàn. Nhưng ta sẽ có mạng gục cho mình trong tình huống tiếp theo. Bởi vì đối phương sẽ bị vòng bò quét qua. Chip DJ và này cũng có mạng gục đang bây giờ NTN ở đây. NTN phải nằm xuống để có thể nằm nghiêng sáo nước. Nhưng mà này vòng bò đang thu đến. Có sáo nước đấy không? Vâng, sáo cả máu chứ nước gì nữa. Team Fair, úi xôi, một pha nhảy dù hướng đến vị trí của No Way For You. Phát hiện là đối phương ở dưới này. Nhưng mà OMP bắn gục đối phương ngay lập tức. Nó không, đó là mạ gục đến đối phương vị trí OMP. Đó là thành viên của nước giải khát. Nước giải khát họ biết đâu sẽ có cho mình cái top 1 ở trong vào đấu này. Có đến 5 người mà thôi. Họ đang ở phía dưới chân đập. Fair Panda ta sẽ phải nhảy xuống nhảy là khá tốt. Có phát hiện đối phương ở đây nhưng không thể cắm được súng xuống để bắn. Vào game hơi sida rồi. Và đối phương đang di chuyển đến trong No Way For You. Chip DJ sẽ di chuyển xuống rồi. Đang là một pha tấn công. Vâng, thời gian đây có những pha bóng bò cực kỳ kinh điển. Được bắn khá thoải mái vị trí Fair Panda. Nhưng bây giờ vòng bò thu xuống nước giải khát sẽ bị quét sạch vào rồi. Panda nhảy xuống tận nơi rồi. No Way For You hạ gục được Snake và nước giải khát. Họ tan vỡ sức vơ lên ở vị trí top 1. Một cái vòng bò mà nó có thể có một vòng bò kinh điển trong trận đấu này. Và đó là top 1 dành cho team Fair. Với tổng cộng đó là 14 hạ gục. Và dù sao thì team Fair hôm nay đã có cho mình cái top 1 trong trận đấu này rồi. Và với việc về vị trí top 3, tôi đang đoán khả năng không top 3 nhưng không giết được mạng nào đến từ OMP cả. Và tôi đang đoán khả năng là vị trí top 4 ở Fortwood họ sẽ có thể cạnh tranh cho mình một cái top 1 trong trận đấu này. Vì trận đấu này họ có tới 8 mạng hạ gục, trong khi đó WG họ chỉ có một mạng hạ gục mà thôi. Và đó là ván đấu cuối cùng ở trong giải đấu tay to buổi tối của chúng ta ngày hôm nay. Đây, vòng bò trong vị phai đó quái dị vãi. Và nói chung là hôm nay Fortwood họ sẽ thắng. Hôm nay Fortwood họ sẽ thắng chung cuộc.